mình xin giới thiệu cho cả nhà thêm một cách làm bánh mini cake mà hạnh nhân với nho nha cả nhà. À, thì đây mình chuẩn bị những cái mua nhỏ như vậy nè để mình làm bánh mini cake á. Cả nhà mua cái loại mà 70 ml á. Nó ghi là 70 ha. Còn đây là bây giờ mình sẽ làm cái bánh dạng như bánh bông lan cả nhà. Mình sẽ cho 90 g đường ha. Sau đó mình bỏ 4 cái trứng vô cho nó nổi lên. 90 g bột mì loại 55 nha cả nhà. À, rồi sau đó mình sẽ trộn với 4 cái trứng ha. 4 cái trứng rồi cho nó đánh lên, sau đó mình sẽ trộn bột ha. Bột mì loại mình loại 55 là cái bọt loại này nè ha. Rồi sau đó rồi mình sẽ cho vào cái muôn này nè. Mình sẽ bỏ từng cái hạnh nhân lên ha. Bây giờ là mình sẽ đặt trứng nha cả nhà. Rồi mình cho cái máy nó đánh lên. Cả nhà có cái máy, có hai loại máy, máy đánh bằng tay với máy bằng tự động đó, thì cả nhà làm. Còn không nữa thì phải đánh bằng cái quét á. Cái đánh đó, bằng tay á. Cả nhà ngâm một ít hạt nho đó, ngâm vào cái rượu rom này cả nhà, cho nó thơm, nó rất là thơm cả nhà. Rồi đây mình cho đánh trứng ha, máy đánh trứng. Cả nhà muốn ăn nhiều thì cả nhà cứ tăng cái khối lượng lên ha. Này mình chỉ có 4 trứng thôi. Rồi đợi cho nó quay xong nó đánh rồi cả nhà thấy cái khối lượng nó tăng gấp 3 lần rồi đó. Xong rồi nó có cái hình là xo thì đặt gì là được ha, đừng có để đánh lâu quá mà nó bị chai bánh đó cả nhà ơi. Rồi mình sẽ cho 90 g bột lên vô cả nhà. Mình rây vừa rây thôi. Đừng có để cho nó quá cục ha. Cả nhà quậy lên cho nó đều ha. Đừng có để cho nó bị ốc trâu nha cả nhà. Rồi để cho cái bánh của mình nó thơm mà nó mịn nữa, nó mềm nữa thì cả nhà cho mình một hỗn hợp sữa với bơ mình nóng chảy đó, mình đun nóng chảy đó ha. Mình sẽ cho vào đây ha, mình trộn đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào cái bao ha. Rồi đây mình sẽ quẹt bơ ha, mình sẽ cho bơ lên cái này. Rồi cho nó thơm. Cùng lúc là cả nhà nhớ cho cái lò khô lên ha, cũng 180 độ, 15 phút thôi.
Đừng có đầy quá nha cả nhà. Lượm khoảng 80% thôi. Rồi nó sẽ tự động nó dung lên. Cái này là mình sẽ bỏ vào cái khuôn nha cả nhà, mình nướng. Mình sẽ cho mình nướng áp xe và 15 độ. 15 phút. Là khoảng 10 phút ha. Mình thấy nó nổi nổi lên rồi nha. Rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ bỏ những cái hạt chín quá. Mình sẽ lấy ra, mình sẽ bỏ những cái sẽ có một nồng đó cả nhà. Đó, mình sẽ nhớ canh ha cả nhà, nhớ canh là mình cho khoảng 10 phút ha, nó chín nó nổi lên trước, xong rồi mình mới lấy ra mình cho nho với hành nhân vào ha. Đừng có để vào cùng lúc đầu, một là nó chìm, hai là nó sẽ bị cháy đó cả nhà. Mình sẽ đem nướng tiếp nha cả nhà. Mình sẽ nướng tiếp. Rồi mình đi vô lò ha, mình nướng tiếp nha cả nhà. Ok rồi ha, rồi mình sẽ lấy ra nha cả nhà. Rồi bánh mình đây ha. Cả nhà biết không, nó rất là thơm. Một phần là nó thơm rum á, cái nho rum nè cả nhà. Mình sẽ trang trí lên đây hai bậc ha. Để cho những cái tiệc tiệc ở nhà đó thì mình mời bạn bè tới ăn thì mình trang trí vậy đó cả nhà. Nhưng mà nó rất thơm mùi bơ nha cả nhà. Thơm hạnh nhân với bơ. Đó rồi cả nhà có ăn buffet thì cả nhà làm như vậy nè. Nó rất là dễ thương. Mà cũng dễ ăn nữa, mình đãi tiệc khách đó. Mình khi mà mình chưng đó, mình chưng cho buffet hay gì đó, mình cứ để trên cái này là mình mời khách ăn thôi ha. Hy vọng các bạn sẽ thành công với món này. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo. Tạm biệt nha.